Chào bạn nha. Cảm ơn bạn đã đặt hàng bên mình. Bạn đang mua một cây sạp Tiger với giá 9 triệu. Mình báo ship cho bạn. Mình phải chia ra làm 4 đơn để mình gửi đi 4 lần. Thì đây là cái đơn đầu tiên. Tránh về cái vấn đề là hàng nhạy cảm, cũng vào dịp cuối năm rồi, nên mình phải cẩn thận. Cẩn thận thì tốt cho bạn lẫn cho mình. Đây là cây sạp Tiger mới, mình tháo từng món ra. Đây là cái ống hơi nha bạn, món hơi mới. Thì mình gửi cho bạn bao nhiêu đây? Trong này bao gồm nó có bầu hơi này, bầu hơi nhôm này, mới này, bầu hơi zinc của nó đấy, ốc dự bảng này, và ti xạ, rồi loại xỏ lồng đèn nó nằm trong này. Nó thứ tư luôn như này. Đây có chữ sạp Tiger này bạn. Đó. Đó. Sạp Tiger. Đó. Sau khi bạn nhận được hàng ý như thế này. Ok. Thì mình sẽ gửi tiếp cho bạn món đầu thứ hai. Thì cái ống bơm này á, là món đầu tiên là mình gửi. Thì mình thu là 3 triệu nha bạn. Đó. Vì hàng nhạy cảm nên bạn thông cảm, mình chỉ gửi như vậy thôi. Nếu bạn không nhận thì đây mình lại gửi về cho mình, mình lại rạp vào mình bán cho người khác đấy. Thì nếu bạn hiểu được thì thông cảm cho mình. Còn những cái phụ kiện này còn lại này mình sẽ gửi vào đơn thứ hai. Thật cơ này, người đầu ruồi này, cò này đấy. Nếu anh em đam mê tin tưởng nhau thì cho mình gửi bao nhiêu thế này đây nha bạn, để mình đóng gói cho bạn. Vâng, chào bạn.